Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện tri ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay chúng ta hân hoan mừng đại lễ Chúa Phục Sinh sau khi trải qua cuộc khổ nạn, chết trên cây thập giá, mai táng trong mộ và Ngài đã sống lại thật rồi. Đó là một biến cố vĩ đại làm nền tảng cho đời sống đức tin Kitô hữu chúng ta. Chúa Giêsu sống lại đem lại cho chúng ta sự sống mới. Vậy để được sự sống mới, chúng ta phải dứt khoát từ bỏ con người cũ, từ bỏ con đường tội lỗi và tham dự vào đời sống của Đức Kitô, để rồi chúng ta cũng được phục sinh với Đức Kitô trong ngày sau ấy. Mừng lễ phục sinh hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới được bình an, cho đất nước chúng ta được thái bình thịnh vượng, cho quê hương giáo xứ Mạc Khê chúng ta được đoàn kết yêu thương. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các gia đình, các cá nhân, mọi người có niềm vui phục sinh và niềm vui yêu thương nhau. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng hợp ý cầu nguyện theo những ý chỉ đã xin. Có những người xin cho gia đình được bình an, có những người xin cho công ăn việc làm được thuận lợi, có những người cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, cho các linh hồn, và chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta đây luôn luôn tin tưởng vào Chúa Giêsu phục sinh để cứu độ chúng ta. Với những ý nghĩa ấy, giờ đây chúng ta bước vào thánh lễ trong tâm tình sám hối ăn năn. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Bye.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay Đức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Nay chúng con đang hoan hỷ mừng người sống lại. Xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới, để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng đấng phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiện lên với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chính sách công nghệ tâm đồ. Bấy giờ, tại nhà ông Cornelio ở Caesarea, ông Phêrô lên tiếng nói: quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê. Sao biết được là ông con rằng quý vị biết rõ Đức Giêsu xuất thân từ Na. Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà sức bầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế. Bởi vì Thiên Chúa ở với người. Còn chúng tôi đây, xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng Do Thái và tại chính Jerusalem. Họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với người. Người từ cõi chết sống lại, người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về người và nói rằng phàm ai tin vào người thì sẽ nhờ danh người mà được ơn tha tội. Hey!
tại chính thương của Thánh Phaolô tông đồ gửi đến Cô-lô-sê. Thưa anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới. Lời Đức Kitô đang ở bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người được phúc vinh quang. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdalena đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuộn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, Đức Giêsu Kitô là một nhân vật lịch sử. Chúng ta nhớ là Đức Giêsu của chúng ta là một nhân vật lịch sử, cũng sinh ra bởi một người phụ nữ, cũng có quê hương xứ sở, cũng phải ăn phải uống phải mặc, cũng chịu rét mướt như chúng ta, một nhân vật lịch sử. Thế nhưng Đức Giêsu Kitô cũng là một vị Thiên Chúa làm người. Và Đức Giêsu đã chết, nhưng Ngài không chết mãi mà Ngài đã sống lại. Đây là một sự kiện lịch sử. Tại sao lại một sự kiện lịch sử? Bởi vì có thời, có điểm, thời hoàng đế, thời quan phi Pontius Pilato, thời vua Herodes, cách đây hơn 2.000 năm thôi, người ta dễ lần lại lịch sử. Thế nhưng mà sau khi chết thì Đức Giêsu Kitô đã sống lại. Nó khác với những người đã chết, mà Chúa Giêsu chết thì sống lại. Bằng chứng ở đâu? Bằng chứng là sau 3 ngày người ta ra mộ thì thấy ngôi mộ trống. Cái đầu tiên là có lính cảnh gác, và ngày sa bát thì không ai dám đi ra ngoài. Sao lại mất xác Chúa? Thì theo Kinh Thánh, người đã chết và trỗi lại trong 3 ngày, sau 3 ngày. Như vậy thì để những phản ứng khác nhau của các nhân vật đứng trước ngôi mộ trống mà chúng ta nghe trong Tin Mừng có nhiều phản ứng khác nhau lắm. Người thì sợ hãi, người thì ra mộ để mà xem, để sức dầu thơm cho Chúa. Người thì ra viếng mộ, thế nhưng mà người ra mộ không thấy đâu cả, cũng chỉ nghĩ là người ta cắp xác Chúa mà thôi. Riêng của ông Gioan thì nói: tôi đã thấy và tôi tin. Thực ra chưa, ông Gioan chẳng thấy sự gì cả, mà thấy cái ngôi mộ trống, thấy cái ngôi mộ không còn xác Chúa nữa thì tin rằng thầy mình đã sống lại. Thì cũng phần nào với ngôi mộ trống phản ánh tâm tình và thái độ của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Tin Mừng là Tin Mừng viết cho từng thế hệ và cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay suy nghĩ về ngôi mộ trống như thế nào. Trong đời sống đức tin, nhiều lần chúng ta đứng trước ngôi mộ trống. Chúng ta đứng trước ngôi mộ trống của Đức Kitô, nghĩa là chúng ta không nhìn thấy Chúa, chúng ta có tin hay không? Cái điều đấy mới là điều quan trọng. Nhiều lần chúng ta đứng trước ngôi mộ trống của Đức Giêsu, đó là những lần chúng ta băn khoăn đi tìm câu trả lời cho những lần chúng ta băn khoăn tự hỏi ý nghĩa đích thực của đời mình là gì. Dù đã được học hỏi giáo lý
dù đã được cha chúng ta truyền lại là Đức Giêsu chết 3 ngày vì sống lại, nhưng điều ấy không miễn cho chúng ta phải đối diện với đức tin mà chúng ta đang phải sống đây. Nhiều khi chúng ta cũng gặp khó khăn trong đời sống đức tin bởi vì chúng ta đứng trước ngôi mộ trống, tức là không nhìn thấy gì, làm sao chúng ta tin đây? Có nhiều lúc đức tin của chúng ta như chìm vào đêm tối, chúng ta nửa tin nửa ngờ, tương tự như các môn đệ. Sau khi Chúa Giêsu bị bắt thì niềm tin của các ông bị sao nhãng, hoảng sợ. Niềm tin của Chúa Kitô có sức đẩy tan. Sau khi Chúa Giêsu chết thì các môn đệ trở thành một khối hỗn mang. Bởi vậy mà câu nửa tin nửa ngờ. Một mặt chúng ta biết rằng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô có sức giải thoát chúng ta khỏi vòng vây của tội lỗi mà mang lại cho chúng ta cuộc sống an bình hạnh phúc. Nhưng một mặt chúng ta lại phải đối diện với những thực tại mà xem ra không trùng hợp bao nhiêu với những điều đức tin dạy bảo chúng ta. Nhiều khi chúng ta đi lễ đi thờ đi đọc kinh giáo lý đọc cho thuộc thôi, nhưng mà suy đi thì chúng ta chẳng tin được bao nhiêu đâu. Khi gặp thử thách chúng ta dễ bị lãng quên, dễ bị sao lãng. Đức tin dạy cho chúng ta phải xây dựng hay nền tảng siêu nhiên. Siêu nhiên tức là trong phải có niềm tin mà chúng ta không thấy. Thực tế lại cho chúng ta thấy dường như những điều siêu nhiên chẳng giúp cho chúng ta hạnh phúc mà đôi khi lại gây cho chúng ta những phiền muộn nữa. Nhiều người than phiền rằng tại sao gia đình chúng con một đời tu thân tích đức thế nhưng lại gặp toàn những trái ngang, toàn gặp những điều tai bay vạ gió mà thôi, nó từ đâu nó ập đến. Vậy xem ra thì ở hiền mà lại chẳng gặp lành. Nhiều khi chúng ta sẽ gặp khó khăn như vậy đấy, chúng ta than trách than trời. Rồi nhiều bạn trẻ sống một cách trung thực đúng đắn trong tình yêu thì lại bị chê là tù lận và chê là dại dột. Trong đời sống gia đình biết bao nhiêu lần chúng ta phải đối mặt với những cơn cám dỗ thiếu thủy chung nữa. Rồi trong đời sống xã hội, trong công ty xí nghiệp, cả một tập thể nó tham nhũng, cắt xén giờ làm rồi làm ẩu làm thả, còn mình thì làm theo đúng luật thì người ta cho rằng khờ đấy, là nội ngược dòng. Nhiều khi có khi là bị tẩy chay cả một cái công ty tập thể này, nó tham nhũng cắt giờ bớt xén làm cẩu thả, mình làm cẩn thận thì có khi bị tẩy chay. Nhiều khi sống thật lại bị tẩy chay. Vậy ai đúng ai sai, ai khôn ai dạy đây? Chúng ta bối rối không biết phải chọn đàn nào. Khi cầu xin Chúa soi sáng, thay vì trực tiếp trả lời, Chúa lại dẫn chúng ta đến trước ngôi mộ trống của người thật là khó hiểu. Có lẽ mong nhiệm phục sinh sẽ mãi mãi là một mong nhiệm khó hiểu mà trí khôn loài người chúng ta không hiểu được. Nếu mà đi đạo mà cứ dùng phân tích bằng lý trí, bằng cái thực tế thì không bao giờ theo đạo. Theo đạo là tin hơn là thấy thực tế. Thuyết trưởng
muốn hiểu được ý Chúa, chúng ta lại phải biết giải mã, giải mã những cử chỉ theo thời đại. Sở dĩ các tông đồ Gioan thấy và tin bởi vì ông không nhìn bằng con mắt thể xác, mà ông nhìn bằng con mắt đức tin, bằng con mắt của tình yêu. Trên mừng lễ phục sinh hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi hãy biết đón nhận những biến cố xảy ra trong đời sống hàng ngày bằng con mắt đức tin và bằng sự cảm nghiệm của con tim. Nhưng nếu sự cảm nghiệm ấy chỉ dừng lại ở cảm nghiệm mà thôi, thì thiết tưởng biến cố phục sinh của Đức Kitô chẳng có lợi ích gì. Điều mà Chúa muốn chúng ta không chỉ dừng lại ở sự cảm nghiệm, mà sâu xa hơn, chúng ta phải biết hoán cải đời sống của mình sao cho phù hợp với niềm tin mà chúng ta đã lãnh nhận. Làm sao tin được khi chúng ta không thấy? Và chúng ta phải xác tín rằng chúng ta đi theo đạo là chúng ta tin vào một Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại. Nhưng làm sao để cho người ta không cho chúng ta là mê tín dị đoan? Cái đấy mới là quan trọng. Nhiều khi những người lương chân hay người khác, người ta nói rằng đi theo đạo sao lại đi thờ một ông Giêsu chết ông keo ở trên thánh giá trần truồng như vậy. Đấy cũng là một thử thách, đấy cũng là một thử thách. Chúng ta biết rằng những trái ngang như vậy, thế mà trên thế giới này có khoảng 7 tỷ người đến 3-4 tỷ người tin vào Đức Giêsu, không hiểu tại sao. Có lẽ phải có một cảm nghiệm sâu xa, phải có một cái gì đó thì người ta mới tin vào Đức Giêsu phục sinh như vậy. Đối với hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam của chúng ta thì cũng cho phép chúng ta giữ đạo theo đạo, nhưng mà lại không được mê tín dị đoan. Theo điều luật 70 của nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam thì người Việt Nam được tự do giữ đạo theo đạo, nhưng lại không được mê tín dị đoan. Cái đấy là cái khó, thế nào không mê tín dị đoan. Bởi vậy mà chúng ta phải học giáo lý, phải đến nhà thờ tham dự thánh lễ, được nghe các đấng các bậc dạy, thì chúng ta mới tin vào một Thiên Chúa duy nhất mà không mê tín dị đoan. Còn nếu chúng ta tin theo phe đó, tin theo phe kia thì sẽ xảy ra mê tín dị đoan. Bởi vậy mà đức tin phải được huấn luyện bằng ý chí, chứ không phải là tin người. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Chúa Kitô đã sống lại thật. Điều đó mang lại cho chúng ta niềm vui và niềm hy vọng. Vui vì Chúa Kitô đã thực sự chiến thắng tử thần. Hy vọng vì Ngài đã vinh hiển tiến vào thiên quốc. Thì đến lượt chúng ta, nếu chúng ta chết đi với con người cũ của mình, chúng ta cũng sẽ được phục sinh vinh hiển với người trong ngày này sống lại, trong ngày sau hết. Amen. Tôi tin thỉnh một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Thank you.
Anh chị em thân mến, nhờ sức mạnh của Thánh Thần, Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết. Vì thế chúng ta hãy vui sướng nguyện xin. Đức Kitô phục sinh luôn hiện diện trong hội thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin 13 Thánh Thần cho các giám mục, linh mục, phó tế để các ngài biết chu toàn trọng trách Chúa đã giao cho. Cho những ai đang sầu, chúng ta hiệp lời cầu xin người nâng đỡ ủi an những kẻ tận miền đau yếu, để họ khỏi tuyệt vọng trong cơn khốn khó. Đức Kitô phục sinh là niềm hy vọng cho những ai đang thất vọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin tìm được nơi người niềm hy vọng để vui sống giữa muôn vàn thử thách của cuộc đời. Đức Kitô phục sinh là nguồn tình yêu của mọi Kitô hữu. Chúng ta nhận lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết tin phúc tình yêu nơi người để có thể luôn tôn trọng và yêu thương nhau như Chúa đã dạy. Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi sống lại từ cõi chết, Chúa đã củng cố niềm tin cho các tông đồ và sai các ngài đi loan báo tin mừng khắp thế gian. Xin Chúa cũng làm cho niềm tin chúng con ngày càng thêm vững mạnh, để chúng con có thể công bố sứ điệp yêu thương của Chúa cho hết thảy mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
đại lễ vượt qua, chúng con hoan hỷ dâng lên chúa lễ vật này là lễ tế làm cho giáo hội được tái sinh vào đời sống mới và được nuôi dưỡng cách lạ lùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, vì chính người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian, người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế đức niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cũng về các chúng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang chúa.
Chỉ nhờ người với người và trăm người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta đang nguyện ân rằng xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô được cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã từ bi nhân hậu và mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã thương đổi với hội thánh. Xin Chúa cũng luôn luôn che chở gìn giữ để hội thánh được thấy ngày sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con kính thưa quý cụ bà và anh chị em, các thánh lễ trong tuần được diễn ra như bình thường, riêng ngày thứ năm là ngày kính thánh Isidoro Văn Thầy của cha xứ sẽ chuyển vào tối 6:30 vào 4, tức là thứ năm tuần này. Xin kính mời quý chức như cộng đoàn chúng ta đến tham dự thánh lễ vào 6:30 để cầu nguyện cho cha xứ nhân ngày mừng kỷ niệm Quan Thầy thánh Isidoro. Và chủ nhật tuần tới là ngày Quan Thầy của giáo khu An Hòa mừng kính thánh Vicente Quan Thầy của giáo khu An Hòa, 6:00 và 6:30 thánh lễ. Hôm đó cũng là ngày kính lòng thương xót Chúa, và chúng ta đến tham dự để cầu nguyện cho giáo khu và cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Tôi kính thưa quý bà và anh chị em, thế là đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh đã kết thúc rất tốt đẹp. Chúng ta thấy thời tiết năm nay rất là thuận lợi cho chúng ta để tổ chức mừng lễ phục sinh. Chúng ta tạ ơn Chúa một tràng pháo tay rộn rã. Tôi kính thưa cộng đoàn, để có một thánh một ngày tuần đại lễ, tức là tam nhật vượt qua được thành công rực rỡ như thế này thì không phải là của riêng ai, mà trước tiên chúng ta nhờ ơn Chúa. Thứ hai là sự cộng tác của quý cha, quý sơ, quý ban thường trực, ban hành giáo Tân Kiều, quý các hội đoàn đạo đức, quý vị ân nhân xa gần đã góp công góp của để xây dựng cho những ngày này mỗi ngày thành công rực rỡ. Và xin cảm ơn tất cả các người âm thầm phục vụ cho ngày đại lễ, ngày đại lễ vừa qua. Và tôi cũng đại diện cho giáo xứ cách riêng xin cảm ơn các cấp chính quyền từ địa phương cho đến huyện cũng như tỉnh, đặc biệt là anh em an ninh đã đến âm thầm bảo vệ cho những ngày đại lễ này. Chúng ta đồng tràng pháo tay để cảm ơn quý vị. Và các thánh lễ, các ngày đại hội, các ngày hội, các ngày lễ thì chúng ta phải quy về các cái cử hành phục vụ thánh. Đây là việc chính của người Kitô hữu chúng ta, tức là chúng ta phải tham dự thánh lễ. Rồi bây giờ xin cảm ơn tất cả các ban phục vụ trong các thánh lễ, ban chinh nhạc, 2 ca đoàn, 3 ca đoàn, ca đoàn tổng hợp, ca đoàn sứ, ca đoàn thánh gia và các hội đoàn khác nữa. Chắc sẽ là thì thiếu tí, nhưng mà chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay cảm ơn tất cả các hội đoàn đã phục vụ. Năm nay cũng kèm ca đoàn tổng hợp với ca đoàn sứ khác sao phải thay. Chúng ta có thấy hay không? Đó, chào mắt đây để cảm ơn. Vâng, để mà thúc giục nhau thì còn nhiều, thì xin được dâng tất cả những cái tâm tình đó dâng lên Thiên Chúa. Đó là những hy sinh của chúng ta, không ai lấy của chúng ta đâu. Tất cả những gì chúng ta phục vụ, chúng ta hy sinh, không ai lấy được của chúng ta. Khi chúng ta đã dâng cho Chúa thì Chúa gìn giữ chúng ta và ban ơn với chúng ta. Còn nữa, tôi xin được cảm ơn tất cả quý cụ ông bà và anh chị em. Và chúng ta không chỉ là vui mừng hoan hỷ trong mấy ngày qua, mà chúng ta mừng cả lễ phục sinh trong suốt đời sống đức tin của chúng ta. Và chúng ta tiếp tục sống đức tin ấy trong hành trình ơn gọi người Kitô hữu chúng ta từ khởi sự cho đến ngày chúng ta kết thúc cuộc sống này. Khi nào được về thiên đàng thì chúng ta mới hết cố gắng, mới hết hoan hỷ. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta đồng tràng pháo tay chúc mừng.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng loài cha và con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lời chúc cho anh chị em đi bình an. Alleluia.